Hai anh em thì sẵn bây giờ mình đang chuẩn bị là set up một cái bộ đai cho anh trai trên TikTok á, thì sẵn mình sẽ quay sẵn cho tất cả anh em xem cái quy trình mà mình lắp một cái bộ đai cho anh em xem luôn ha. Rồi thì hiện tại của bộ đai mình đã lắp xong rồi anh em, thì mình sẽ đeo lên cho anh em xem. Đây thì đây là một cái bộ đai khóa luồng anh em, cho nên nó có cái một cái ưu điểm á, là khi mà chúng ta đeo á thì chúng ta sẽ siết đúng cái vòng bụng của chúng ta ha. Thì mỗi lần đeo á mình sẽ siết thì nó đeo nó sẽ được ôm hơn so với cái khóa bấm á, thì khóa bấm nó sẽ đeo nhanh hơn anh em, mình đeo lên mình bấm cái là xong. Tuy nhiên á thì cái bộ khóa bấm á thì mình đeo lên nhiều khi cái bộ đai nó sẽ bị lỏng hoặc là quá chặt ha. Thì cái ưu điểm của cái bộ khóa luồng nó cũng có ha anh em. Rồi thì bây giờ mình sẽ đeo lên. Rồi đây thì những cái yêu cầu của anh em thì mình đã đeo lên như vậy ha. Thì đầu tiên mình sẽ có đây là một cái cây hứa khỉ mini của Stabila. Cây này là của Đức anh em ha, màu vàng khá là đẹp. Nó sẽ có cái bao luôn ha anh em. Ở đây mình sẽ có một cái cây hước kéo anh em. Thì khi anh em mua về á, đây là một cái bát, nếu mà anh em có cái cây hước rồi á thì chúng ta sẽ sử dụng một cái bát này thôi. Đây là một cái bát trên hước ha. Thì khi về anh em gắn cái bát này vào cây hước á thì chúng ta sẽ có một cái bát đeo hước mà đeo lên người như vậy luôn ha. Đó, khá là gọn anh em. Ở đây á mình sẽ có một cái bộ đeo vít. Thì ở đây gồm có ba đầu, ba mặt khác nhau anh em. Mình có thể đeo mũi khoan nè, mũi vít hoặc là mũi khoan tháp hay khoan tầng. Anh em nào mà có sử dụng những cái đầu khẩu á thì mình cũng có thể đeo lên được ha. Mình có thể đeo bên đây một bộ và bên đây một bộ. Đó, mình lấy cho nó gọn anh em. Ở đây mình sẽ có một cái bát đeo máy khoan. Ở đây, anh em nào mà làm việc lạnh á, khi mà chúng ta đứng trên thang á thì mình cần phải có một cái bát để lúc mà mình cầm cái bát mà mình lấy dấu anh em ha. Thì sau đó chúng ta sẽ lấy cái máy ta lên. Thì bắt đầu mình khoan, mình rút cái lõi để mình đi ống máy lạnh ha. Rồi, thì cái này mình làm việc trên cao anh em, thì mình sẽ sử dụng tới cái bát này. Khi mà chúng ta đi xuống đất á, chúng ta làm á, thì mình có thể cầm ha. Và phía sau đây á, thì mình sẽ có một cái túi, anh em có thể để đeo được cây kìm và vít ha. Và anh em nào làm điện lạnh á, thì chúng ta có thể đeo một cái cặp mở lết ở đây. Rồi bây giờ mình sẽ đeo lên cho anh em xem ha. Thì mình sẽ đeo được một cây vít cộng và một cây vít trừ, khá là công dụng anh em. Đây một cây, đây một cây và hai cây mỏ lết. Đó, vậy là khá là gọn ha anh em. Ở phía sau đây mình sẽ anh Đáp có kêu mình lấy thêm một cái bát móc máy khoan. Thì hiện tại đây mà mình móc cái bộ băng keo anh em, mà có cái máy bắn dít có cái bát á thì mình có thể đeo ở đây được ha. Qua đây mình sẽ có một cái bát móc búa tròn. Thì với cái bát móc búa tròn này anh em, thì mình sẽ để cái búa vào rất là gọn ha, cũng như là cái những cái cán búa nào mà nhỏ thì mình bể vào á, không có sợ gớp. Tại thiết kế cái lỗ này á là mình đặt gia công là cái lỗ nó tương đối là nhỏ anh em, mình để vào mình lấy ra nó khá là thoải mái ha. Và khi mà chúng ta leo trèo á thì tránh cái trường hợp là gớp búa mình. Rồi thì ở đây mình sẽ có một cái túi vuông ha. Túi này gồm có hai cái ngăn lớn nha, anh em có thể để cái bộ lay ống hoặc là những cái phụ kiện như kìm vít nào mà lớn của anh em á, cái cờ ly lực á anh em có thể bỏ vào đây cũng được ha. Ở đây mình sẽ có là một cái ngăn dừa ha. Thì ngăn này mình có thể để dây điện, sổ an toàn gì đó mình có thể để đây. Và riêng ba cái ngăn nhỏ này anh em, thì anh em nào mà xài kìm nhật á thì mình có thể nhét luôn cái cây kìm mình vào đây khá là gọn ha. Đó, mình nghĩ để như vậy nè thì mình đeo chèo nó không có gớp, cũng như là mình lấy ra rất là dễ. Ở phía sau đây nó có một cái ngăn nhỏ, thì anh em nào có cán búa nhỏ thì mình để đây cũng được ha, hoặc là một cây vít. Ở phía trước á thì mình đang vắt một cái cây bút lấy dấu này anh em.
bút lấy dấu và viết mực của anh em á, thì chúng ta ghi sổ sách cũng như là đánh dấu á, mình để phía trước này mình thấy dễ lấy á, vậy ha. Rồi thì đây là một cái bộ đai cơ bản dành cho anh em điện lạnh. Anh em nào là mà làm camera thì mình có thể đổi cái túi này sang cái túi ốc vít to hơn một tí xíu, để mà anh em có thể là để những cây kèm, những cây kia cây vít, những hay là cây kèm bắn mạng á, to hơn một tí xíu thì mình có thể cũng sử dụng luôn một cái bộ này cũng được anh em. Và anh em nào mà cần cái máy khoan á thì mình cứ bỏ vào như vậy. Do là cái máy của mình nó có cái ngàm gắn cái hút bụi á, cho nên để vào hơi khó. Anh em nào mà không có thì để rất là gọn ha. Thì hợp chất một cái bộ này anh em đeo cũng rất là nhẹ ha, không nặng đâu, rất là ok đó. Vậy chúng ta bước lên thang mà chúng ta làm một cái, một người sau đó chúng ta xuống, hoặc là chúng ta lúc mà sửa chữa thì mình lên trên vàng á mình sửa chữa, rồi xong rồi mình xuống mình không cần phải khum mình lấy ha. Nhiều khi có những cái mình gỡ cái con ốc con vít ra mình không biết để đâu á nè. Thì cái ưu điểm mà khi chúng ta sử dụng những cái bộ đai này như vậy ha, thì chi tiết cái bộ đai này á, mình sẽ chụp hình và cũng như là đăng ở chính xác ở ngay cái giao hàng đây, anh em nhấn vào tham khảo ha. Rồi cảm ơn anh.